Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay đây tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái gọi là cái công cụ dụng cụ là thang nhôm. Thì khi mà đi lắp đặt các dịch vụ của viễn thông ấy thì khách hàng cũng hỏi rất là nhiều về cái thang nhôm. Và hôm nay đây thì nhân tiện là tôi vừa mua mới cái thang thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về cái công dụng của cái thang này. Đây mọi người, tôi vừa mới mua này. Còn ở đây là một cái thang hôm trước nó bị hỏng. Cái này thang này nó bị hỏng là do là cái cột điện nó đè anh em ạ. Đây tôi sẽ thử cho mọi người thấy đó, cái độ chắc chắn của nó như nào. Đây là hợp kim nhôm mọi người nhé. Đây này, hôm trước tôi đập mãi mà nó không ra cái này. Đấy, nó không thể rút ra được. Đấy. Thang nó rất là chắc chắn. Đấy. Nhưng mà hôm trước là nó bị đây này, đây mọi người này. Hôm trước là bị cái cột Viettel, hôm đấy là anh em đi nhổ cột ấy là nó bị đập, cái thang nó đập vào đây. À, cái cột điện nó đập vào đây. Dẫn đến là cái thang này hỏng. Hôm rồi tôi về sửa. Hôm về mang về sửa nhưng mà sửa không được. Thế phá luôn. Đấy mọi người thấy không? Nó rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đấy. Đây còn một đoạn. Còn một đoạn ở đây nó còn khoảng độ tầm mấy mét. Nó vẫn rút lên được nhưng mà nó không còn đảm bảo được cái quá trình sử dụng nữa, thế nên là tôi vứt luôn. Đấy mọi người thấy không? Nó hợp kim nhôm, nó rất là chắc chắn đấy. Đấy. Hôm trước tôi gõ mãi mà nó không ra. Đấy. Về nói chung với cái độ bền của nó thì nó rất là bền. Tôi vừa mới nhận hàng được lúc nãy. Cái thang này tôi mua là ở trên cái shop này tôi mua là nó, cái thang này là 4m4. Đây mọi người này, thang này. Thang này thì nó có từ 2m6 đến 5m4. Giá của 2m6 này là từ 900 đổ lên. Còn thang 4m4 của tôi này là 1,7 triệu. Đây mọi người này, nó có cái thông số này. Chiều cao tối đa 2m6 này, 3m2 này, 3m8, 4m1, 4m4, 5m, 5m4. Tải trọng, trọng lượng của lần lượt là 7 cân đến 11 cân 3. À đến 15 cân 3. Chất liệu là hợp kim nhôm. Độ dày của cái nhôm này là 1,5 mm. Tải trọng là 300 cân. Đó. Tôi đây. Cái này của tôi mua là 4m4 là 1,792,500 đồng cả ship về đấy. Rất nhiều khách hàng hỏi là mua ở đâu thì mọi người muốn mua thì mọi người, tôi sẽ đặt cái link ở bên dưới cái video nhé, để cho mọi người mua nó dễ dàng hơn. Của hãng này là hãng thang đâu nhỉ, đây quên mất cái hãng của cái thang này rồi, thang Vichita. Thang Vichita mọi người nhé. Tôi sẽ đặt link ở bên dưới, mọi người có thể tham khảo để ví dụ mấy cái nhà tầng ấy thì rất nhiều những nhà có những cái cổng, cái cửa trời ấy, thì mọi người mua cái thang này nó rất là tiện. Tôi phải dùng nhiều cho nên là tôi phải mua cái thang nó cao như này.
Nó nặng phết đấy. À đây, đây nó có, họ có cái phiếu bảo hành cho mọi người này. Với có hai cái chốt dự phòng. Hai cái chốt dự phòng này là mấy cái chốt ở đây này. Để nếu mà anh em có làm rơi cái này thì anh em lấy lắp lại. Còn đây phiếu bảo hành này. Họ trả ghi là bao nhiêu tháng. Công ty trách nhiệm thương mại Vichita Việt Nam. Ngõ 170/8 đường Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rồi. Đây mọi người nha. Khi mà mọi người dùng nhá. Hướng dẫn luôn cho mọi người về cái cách dùng này. Đây, nó có cái tham khảo cho mọi người này, đây. Đây, nó không chấm than đây, chấm than là cảnh báo. Tức là mình sẽ không được vặn ra như này. Đó. Khi mà mọi người đây là cái dùng để cái giữ cái thang. Khi mọi người kéo lên nhá thì mọi người cứ kéo bình thường thôi. Kéo bình thường. Là hai cái chốt này nó chốt lại. Hai cái ở đây nó chốt lại. Đấy. À, cao quá. Mọi người lưu ý khi mà đặt thang nhé, thì so với cái, ví dụ so với cái mặt đất này này, nó khoảng độ tầm 35 độ này, thì cái thang này nó sẽ chắc chắn. Nếu mà mọi người để gì cho như này này, cái lực của thang nó sẽ chịu vào ở góc này, nó sẽ bị yếu thang và nó sẽ không đảm bảo cái an toàn. Cho nên mọi người phải để như này, tầm một cái góc theo như cái lý thuyết ấy, thì sẽ là đặt khoảng độ tầm 35 độ này so với cái mặt đất đấy, thì thang nó sẽ chắc chắn. Đấy mọi người, nó rất là cao, rất là cao, 4m4. Khi mọi người xuống thang nhé, mọi người lưu ý khi xuống thang này mọi người để ở giữa này thôi. Đấy, mọi người nâng, đưa cái tay này nâng lên nhé, nâng lên để xong kéo cái chốt này lại. Đấy, kéo cái chốt này sang, kéo vào chỗ này, đấy, kéo chỗ này, đấy, nhẹ nhàng đó. Mọi người đừng có đặt vào đây nhá, đặt vào đây khi mà đặt như này, đấy, nó sập xuống như này là, đấy. Đấy, bên này cũng thế. Đấy. Đây. Đấy, trên đây là toàn bộ cái phần giới thiệu về cái thang, thì mọi người cũng thấy rồi đấy, nó rất là chắc chắn và an toàn. Đấy. Có rất nhiều nhà có nhu cầu thì mọi người đặt theo cái link ở bên dưới mọi người nhé. Nếu mà mọi người thấy video này hay ấy, thì mọi người like ở bên dưới và đăng ký giúp tôi một cái tài khoản. Đó. Chào mọi người nhé, hẹn ở video tiếp theo.